Đại hồng thủy từng hủy diệt loài người và lời nhắn nhủ của thần qua con tàu huyền thoại. Quý vị thân mến, với trình độ phát triển ngày càng cao của con người, có thể dự báo các hiện tượng tự nhiên, thời tiết sắp xảy ra trong tương lai. Nhưng thật khó để xác định những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Thứ nhất, ở thời điểm cách đây hàng ngàn năm lịch sử, có một câu chuyện được truyền miệng trong dân gian, được chép lại trong kinh thánh rằng có một trận đại hồng thủy từng hủy diệt loài người. Không một ai sống sót, chỉ có gia đình của ông Noah sống sót nhờ đóng một cái tàu lớn theo sự chỉ dẫn của Chúa. Truyền thuyết có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo, tuy nhiên những phát hiện của con người từ thập niên 80 đến nay cho thấy rằng từng có một con tàu Noah trong trận đại hồng thủy khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại. Quý vị tin hay không vào điều này? Tàu Noah hay còn gọi là Noe là con tàu được nhắc đến từ chương thứ 6 đến chương thứ 9 của sách Sáng Thế trong Kinh Thánh. Văn bản đó miêu tả việc ông Noah đóng con tàu theo ý Chúa để cứu ông và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi sự trừng phạt của đại hồng thủy của Thiên Chúa. Vì sao Thiên Chúa tạo ra con người nhưng lại muốn hủy diệt con người? Câu chuyện Kinh Thánh. Đức Chúa Trời nhận ra rằng loài người càng sinh sôi nhiều thì họ càng phạm tội đến nỗi không thể cứu chữa. Ngài hối hận vì đã tạo ra loài người nên quyết định sẽ hủy diệt tất cả thế giới bằng trận đại hồng thủy. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời thấy ông Noe, người công chính nên không lỡ loại trừ cả ông. Đức Chúa Trời phán truyền cho ông Noe, ngươi sẽ làm tàu thế này, chiều dài 150 thước, chiều rộng 25 thước, chiều cao 15 thước. Ngươi sẽ là một cái mui che tàu, đặt mui cách phía trên tàu nửa thước, cửa tàu ngươi sẽ đặt ở bên hông, sẽ làm tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên. Ngoài ra Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn ông Noe cách thức để sinh tồn và bảo tồn các giống động thực vật trong tàu. Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ cho chúng sống. Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình. Đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng. Sau trận lụt kinh hoàng, nước rút dần khỏi mặt đất thì ông Noe thả một con quạ bay ra khỏi tàu xem tình hình bên ngoài. Lần thứ nhất con quạ không tìm được chỗ đậu chân, vì nước chưa rút nên nó bay về lại tàu. 7 ngày sau, con bồ câu được thả ra và lần này nó bay trở về, trên mỏ ngậm cành lá ô liu tươi. Ông Noe biết là nước đã giảm xuống, mặt đất đã hòa bình vì Đức Chúa Trời đã thôi cơn thịnh nộ. Ngày nay, hình ảnh chim bồ câu ngậm cành lá là biểu tượng của hòa bình. Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở, những nhà truyền giáo từ cổ chí kim đều kể lại rằng họ đã rất kinh ngạc khi khám phá ra nhiều dân tộc từ rất lâu đã truyền từ đời này sang đời khác. Truyền thuyết về một trận lũ lụt khủng khiếp trên quy mô toàn cầu có rất nhiều điểm giống với những gì được ghi chép trong Kinh Thánh. Ước tính có gần 600 câu chuyện kể về trận đại hồng thủy này. Ngày nay, người ta nghe những câu chuyện về đại hồng thủy, con tàu Noah như là nghe một câu chuyện cổ tích thú vị mà không nghĩ rằng nó tồn tại cho đến khi con tàu Noah được tìm thấy tại đỉnh núi của Thổ Nhĩ Kỳ. Diễn biến của sự kiện này chấn động ra sao? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Tàu Noe được tìm thấy như thế nào? Vào ngày 20 tháng 6 năm 1987, ở dãy núi Ararat, thống đốc tỉnh Agri của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố với thế giới rằng Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Ataturk, cơ quan khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận khám phá của nhóm thám hiểm Ron Wyatt. Đây là kết quả của hàng chục năm nghiên cứu. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1957 trong thời kỳ chiến tranh lạnh, với bức ảnh chụp từ trên không phía đông Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích quân sự, vô tình cho thấy một hình dạng giống như một chiếc thuyền trên đỉnh núi cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển. Sau đó, tạp chí nổi tiếng LAS đã đưa tin về một cuộc thám hiểm của người Mỹ đến khu vực này vào năm 1960. Họ còn làm lũng chút lỗ có chút lạ này, nhưng một số thành viên trong nhóm thám hiểm đã kết luận ở đây chẳng có gì để nhà khảo cổ học quan tâm. Cũng như các nhà khảo cổ học khác, Ron Wyatt đã đọc được thông tin trên, nhưng ông vẫn bảo vệ quan điểm rằng hình đồ kỳ lạ kia cần được khai thác nhiều hơn. Rồi một cuộc tranh cãi về con tàu Noe trên miệng núi lửa Ararat diễn ra. Ông Ron bắt đầu chú ý về lời kể trong Kinh Thánh. Và con tàu yên nghỉ vào tháng thứ 7, ngày 17 tháng ấy, trên dãy núi Ararat. Sau nhiều nghiên cứu, Ron Wyatt làm một chuyến hành trình đến Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, thứ hiện ra trước mắt ông là hình dáng một chiếc thuyền. Ông nhận thấy mình cần được cấp phép để có thể khai quật những gì bên dưới. Ông về nhà liệt kê ra những người bạn có thể giúp ông và cầu mong
một trận động đất ngay tại khu vực này để làm lộ ra thêm một số manh mối. Không ai ngờ vào cuối năm 1978, ông được báo tin có một trận động đất xảy ra tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Một năm sau, ông đã trở lại nơi này. Khi đến nơi, mọi thứ diễn ra vượt cả ngoài sự mong đợi của ông. Trận động đất đã làm rơi rụng hết các lớp đất xung quanh. Một con tàu với đầy đủ các khung sườn đã hiện ra. West đã có thể đo được chiều dài của vật thể là 515 feet, khoảng 150 mét chính xác với những gì ghi trong Kinh Thánh. Sau đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công nhận đây chính là con tàu Noe. Khu vực này trở thành công viên quốc gia, báu vật của họ. Vì sao con tàu có thể ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển? Các nhà nghiên cứu đã lý giải rằng khả năng trận đại hồng thủy khủng khiếp đã dâng nước lên cao hơn ngọn núi, và khi nước rút thì con tàu bị mắc kẹt ở đó. Qua hàng ngàn năm nó đã hóa đá, nhưng để thuyết phục người ta tin rằng đó là con tàu của Noah do một trận đại hồng thủy gây ra. Bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học đã tiếp tục đưa ra những bằng chứng đắt giá khác. Chúng ta hãy cùng xem đó là gì. Bằng chứng về con tàu Noe. Gỗ của con tàu được tìm thấy trên dãy núi Ararat đã bị hóa thạch. Các chất hữu cơ đã bị thay thế bằng khoáng chất, chỉ còn lại hình thù và dấu vết của các thanh sườn tàu. Để nhận ra những vật thể nằm bên dưới mặt đất, các nhà khoa học sử dụng sóng siêu âm xuyên qua mặt đất. Radar đã giúp xác định rõ các cấu trúc. Chúng hoàn toàn đối xứng và có bố cục hết sức hợp lý. Đây là những kích thước chính xác như được mô tả của con tàu trong Kinh Thánh. Bên trong mẫu gỗ dán cực kỳ cổ xưa đã hóa thạch này, người ta tìm thấy dấu vết của những cây đinh sắt. Kiểm tra cho thấy phần keo dán chảy ra từ các lớp gỗ dán. Bề ngoài của mẫu vật từng được phủ một lớp nhựa đường cũng đã hóa thạch. Những cây đinh sắt bên trong mẫu gỗ dán cực kỳ cổ xưa đã hóa thạch. Kết quả phân tích cho thấy nó được làm bằng một loại hợp kim, trong thành phần có chứa cả nhôm, chứng tỏ thời đó nhân loại có công nghệ rất cao. Cách con tàu vài cây số, người ta tìm thấy nhiều khối đá rất lớn, một số dựng đứng, trong khi số khác nằm dài trên mặt đất. Những khối đá này có khối lượng lên đến cả tấn và có lỗ xuyên qua thân mình. Các nhà nghiên cứu đã công nhận rằng chúng là những cái neo, những cái lỗ là để buộc dây thừng. Những tảng đá neo này có thể dùng để giữ thăng bằng cho tàu. Và những mẫu vật hóa thạch được thu lại tại hiện trường có niên đại kể đúng thời điểm trong Kinh Thánh, bao gồm mẫu phân động vật hóa thạch, gạc hươu hóa thạch, một chùm lông mèo. Những nghiên cứu mới đây tiếp tục khẳng định đại hồng thủy. Tháng 9 năm 2004, những nhà khoa học từ một số tổ chức, trong đó có Robert Ballard, một người nổi tiếng với phát hiện ra xác của Titanic, đã tiến hành một cuộc thám hiểm tại Biển Đen, khu vực Thổ Nhĩ Kỳ. Họ phát hiện ra dưới đáy biển có bằng chứng cho thấy có sự sinh sống của con người ở đây. Đó là những mảnh gỗ và một chiếc thuyền gỗ. Điều đó đã đưa họ đến giả thuyết rằng Biển Đen trước kia vốn chỉ là cái hồ nước ngọt có dân cư sinh sống xung quanh. Nhưng một trận lụt lớn có thể nhấn chìm và cuốn trôi mọi thứ, kể cả con người, biến cái hồ nước đen thành đại dương nằm trong đất liền lớn nhất thế giới. Tuy chưa thể khẳng định chính xác, nhưng rất có thể trận đại hồng thủy Noe được nói đến trong Kinh Thánh đã xảy ra ở Biển Đen. Nếu đúng là con tàu thật đã hóa đá hàng ngàn năm thì rất có thể cho nước lụt dâng cao. Thế nhưng vì sao trong quá khứ lại có một thảm họa khủng khiếp đến như vậy? Theo quan niệm tôn giáo, đây là sự trừng phạt của Thiên Chúa do sự suy đồi đạo đức, thoái hóa, biến chất của con người. Còn các nhà khoa học đã đưa ra những giả thuyết giải thích vì sao có đại hồng thủy. Giả thuyết cũ. Khái niệm đại hồng thủy được các nhà khoa học định nghĩa như là do nước biển dâng lên, tiến vào các vùng lục địa thấp, xuất phát từ việc khí hậu trái đất ấm dần và băng tan ở hai cực trong một khoảng thời gian 8 đến 10 ngàn năm trước của lịch sử trái đất. Đối nghịch với đại hồng thủy là thời kỳ thuộc thời kỳ băng hà. Khi đó, trái đất có nhiệt độ thấp, khiến cho lượng nước của các đại dương mất dần do lượng băng được bổ sung liên tục vào khu vực đất liền mà không có tan chảy. Giả thuyết mới. Mới đây, các nhà khoa học đã khám phá các đại dương khổng lồ nằm ẩn sâu hơn 1.000 km dưới bề mặt trái đất. Họ tuyên bố khám phá nhiều khối nước khổng lồ bên dưới bề mặt trái đất và cho rằng có hai đại dương ngầm. Và đây chính là nguyên do gây ra trận đại hồng thủy được kể trong các truyền thuyết. Hai đại dương ngầm này có tâm điểm tại Trung Quốc và phía Nam Hoa Kỳ, có lượng nước không kém Bắc Băng Dương. Nước được xác định ở độ sâu 1.200 đến 1.400 km. Đây là một kiến thức quan trọng, đương nhiên dường như không nhiều người biết tới.
nếu con tàu Noah là có thật thì câu chuyện đã trở thành biểu tượng của sự tái sinh và hy vọng. Câu chuyện huyền thoại về con tàu Noah đến giờ vẫn còn có nhiều tranh cãi, có ý kiến coi đó là sự vận động của tự nhiên, nhưng cũng không ít người cho là kết quả của sự trừng phạt mà thần muốn cảnh báo con người. Nhưng dù thế nào đi nữa, thời gian dài đằng đẵng không ai có thể chứng minh được điều gì đã xảy ra trước nền văn minh của chúng ta. Những phát hiện liên tục đã mở ra những chân trời quá khứ mà trước đây người ta vốn không nghĩ tới và không tin. Thì mới thấy con người quá nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức cập nhật hàng ngày của chúng tôi. Đừng quên để lại chia sẻ cảm nhận của quý vị để chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn.